Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast điểm tin đổi bật sáng 30 tháng 10 trên báo Thanh hóa điện tử. Tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau. Chiến thắng COVID-19 thể hiện tinh thần bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Tuần làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Hơn 71 tỷ đồng để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Thanh Hóa, nhiều hộ nghèo sinh sống trên sông được lên bờ an cư. Gỡ bỏ gần 100 video xấu độc trên YouTube. 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài. Việt Nam tiếp tục được tôn vinh tại Giải thưởng ẩm thực thế giới năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 29 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị đánh giá COVID-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 một lần nữa khẳng định tinh thần bản lĩnh trí tuệ Việt Nam không lùi bước trước khó khăn, thách thức. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, nhất là Bộ Y tế tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong công tác phòng chống dịch tập trung khắc phục bất cập vướng mắc trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ đầy đủ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhất là về mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế trong mọi tình huống, kể cả trong tình trạng khẩn cấp. Trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 6 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự. Quốc hội dành cả ngày đầu tiên trong tuần làm việc để thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia, về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đặc biệt Quốc hội dành cả ngày 3 tháng 11 để thảo luận dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các nội dung này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thiết bị triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025. Theo quyết định, toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 8 gói thầu với tổng giá trị là hơn 71 tỷ đồng. Cụ thể các gói thầu gồm tư vấn thẩm định giá thiết bị, tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị, tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thiết bị mua sắm thiết bị để triển khai đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025, tư vấn giám sát triển khai, tư vấn kiểm toán độc lập. Từ chỗ có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước, Thanh Hóa đã vươn lên trong danh sách các địa phương dẫn đầu về giảm nghèo nhanh và thực chất, với quyết tâm đưa toàn bộ các hộ dân sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo mô hình và cách làm của tỉnh Thanh Hóa đang trở thành điểm sáng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đến nay, Thanh Hóa đã cấp cho hơn 900 hộ làm nhà ổn định và tạo sự lan tỏa xã hội. Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn tất việc cấp đất ở và hỗ trợ cho hơn 1.000 người dân sinh sống trên sông trong năm nay, đúng với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau. lợi dụng những tiện ích của mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều trang thông tin đăng tải nội dung xấu độc nhằm lôi kéo, kích động xuyên tạc, bóp méo sự thật để chống phá Đảng, chế độ và nhà nước ta. Trước thực trạng này, chính quyền tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện gỡ bỏ 98 video xấu độc trên YouTube, đình chỉ 159 trang Facebook, thực hiện xử phạt 72 tổ chức cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật. Với mục tiêu dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn thông tin và chủ động trong công tác ứng phó, xử lý sự cố, thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn an ninh thông tin theo nhiều lớp bảo vệ khác nhau, tiếp tục duy trì các nhóm kỹ thuật, nhóm chuyên gia và công tác phối hợp để quản lý chặt chẽ thông tin, nắm dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tăng lên đáng kể. Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay Việt Nam có khoảng 650.000 lao động đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung ở các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, số lao động còn lại ở các thị trường châu Âu, Trung Đông và Malaysia. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với nhiều loại hình ngành nghề, công việc khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo chiếm 80%, gồm cơ khí, dệt may, dây da, lắp ráp điện tử. Còn lại trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, gồm chăm sóc người già, người bệnh, giúp việc gia đình. Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thu nhập tốt, không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và được phía bạn đánh giá cao. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Giải thưởng ẩm thực thế giới sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh sự xuất sắc trong ngành ẩm thực đã công bố thành phố Hà Nội vinh dự giành giải điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023. Lễ công bố được tổ chức tại Atlantis The Royal Dubai vừa qua. Hà Nội được ví như ngôi sao đang lên của bản đồ du lịch ẩm thực khi ba trong 4 nhà hàng được gắn mắt Michelin đầu tiên của Việt Nam đều có mặt ở thủ đô. Giải thưởng điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023 tiếp tục khẳng định sức hút của ẩm thực Hà Nội đối với du khách quốc tế. Giám đốc Giải thưởng ẩm thực thế giới Gina Van Stenden cho biết, những đơn vị đoạt Giải thưởng ẩm thực thế giới năm 2023 là những đại diện xuất sắc trong ngành ẩm thực và đã giúp nâng tiêu chuẩn chung của ngành lên tầm cao hơn nữa. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast điểm tin nổi bật sáng 30 tháng 10 của báo Thanh Hóa điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại.